Việc phát hiện ra cây dây thiều canh ở Việt Nam mở ra nhiều triển vọng điều trị bệnh tiểu đường cho rất là nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo. Hiện nay thì trên thị trường thuốc cho bệnh nhân tiểu đường có rất là nhiều loại, nhiều nhất là các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là tốt. Các loại thực phẩm chức năng chủ yếu là hàng ngoại nhập với giá bán khá cao. Một hộp Biotlife C được quảng cáo là hỗ trợ điều trị các vấn đề về bệnh tiểu đường, giúp ổn định đường huyết, có giá bán hiện nay là 1.550.000 đồng một hộp, sử dụng trong vòng 30 ngày. Hoặc là như các loại như là tảo mặt trời, viên đông trùng hạ thảo thì cũng có giá bán lên đến hàng triệu đồng một hộp. Nếu không đủ khả năng tài chính thì bệnh nhân tiểu đường vẫn có thể có cho mình những lựa chọn khác. Một trong những phương pháp được rất là nhiều bệnh nhân lựa chọn trong trường hợp này đó chính là sử dụng cây thuốc nam. Việt Nam ta được thiên nhiên ban tặng cho rất là nhiều cây thuốc quý. Từ xa xưa thì các danh y đã sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên để làm thuốc. Và cho đến ngày nay, những bài thuốc ấy vẫn còn nguyên giá trị sử dụng. Cây thuốc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó chính là cây dây thìa canh. Là loại cây dây leo thân gỗ được sử dụng ở Ấn Độ và Trung Quốc hơn 2.000 năm để điều trị bệnh nước tiểu ngọt dư mật. Đến nay thì cây dây thìa canh đã trải qua rất là nhiều công trình nghiên cứu kỹ lưỡng ở các quốc gia và được ứng dụng rộng rãi trong y học như là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Singapore và Úc. Các hoạt chất có trong cây dây thìa canh có tác dụng là làm tăng tiết insulin và nhiều tác dụng tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Hiện nay thì y học thế giới có ước tính khoảng 70 nghiên cứu chuyên sâu về vị thuốc này. Các nghiên cứu cho thấy tác dụng giảm đường huyết rõ rệt của cây dây thìa canh. Tại Việt Nam thì các nhà khoa học đã tìm ra cây dây thìa canh ở các khu vực như là miền Trung và miền Bắc nước ta. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu. Qua các công trình nghiên cứu thực tiễn sử dụng của nhiều bệnh nhân, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng cây dây thìa canh Việt Nam có tác dụng tương tự với các cây dây thìa canh ở các nước như là Ấn Độ và Trung Quốc. Trước khi chưa tìm được cây thuốc này thì nước ta vẫn phải nhập các loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ cây dây thìa canh với giá rất là đắt. Đến nay thì chúng ta có thể chủ động hoàn toàn trong việc sử dụng cây thuốc này. Hiện nay thì giá bán cây dây thìa canh ở nước ta dao động từ 120.000 đồng một ký đến 200.000 đồng một ký, chỉ bằng 1/5 so với bột dây thìa canh ngoại nhập và bằng 1/10 so với giá bán các loại thực phẩm chức năng. Một điều đáng chú ý là cây dây thìa canh chủ yếu được khai thác ngoài tự nhiên và nguồn dược liệu hoàn toàn sạch, do đó thì có phần dĩnh hơn so với sản phẩm ngoại nhập. Việc tìm ra cây dây thìa canh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường, mở ra một triển vọng quý nhằm ứng dụng cây thuốc của Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Hiện tại thì cây dây thìa canh được bán tại Thảo Dược Đức Thịnh với giá là 120.000 đồng một ký. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để đặt mua cây thuốc ạ.